truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Này, vàng bạc hay là sắt gì gì mà nặng thế? Anh nói gì mà quá, em đem mấy món đồ nhỏ để bán đấu giá. Ủa, đấu giá gì vậy hả? Trời, anh không biết gì hả? Không, không. Trên tổng quyết định là lát nữa sẽ bán đấu giá để quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt. Em đem các món đồ nhỏ lên để bán đấu giá. Ngài Phó Chủ tịch rất tâm đắc với chiến dịch từ thiện của mình. Dạ. Tôi mong rằng các bạn trẻ đừng làm cho ngài thất vọng nha. Dạ dạ. Thực ra hôm nay là ngày quyên tiền để sẻ chia những khó khăn của đồng bào lũ lụt. Dạ. Tôi hy vọng rằng mọi người nên hào hứng tham gia. Dạ. Nào, bây giờ chúng mình bắt đầu đi. Vâng. Chúng ta sẽ bán đấu giá những món đồ trong thùng này. Chúng ta sẽ bắt đầu với món đồ nhỏ xinh này, nhưng mà không kém phần đáng giá đâu nha. Giá khởi điểm là 200 ngàn. 800 ngàn. Đây là buổi đấu giá của công ty, không nhất thiết phải hét to lên như thế làm gì. 1 triệu. Này, nói như vậy là lớn tiếng quá đấy. 3 triệu. 3 triệu. Huynh, điên à? Điên gì? 3 triệu rưỡi. 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu lần thứ nhất. Lần thứ nhất. 5 triệu lần thứ hai. Lần thứ hai. 5 triệu lần thứ ba. Cái này là quá trần quên. Rồi, anh Quỳnh mặc cái đồng này vô là đẹp hết sảy luôn. Và món đồ cuối cùng là đôi bao tay, đó thuộc về anh Duy Hoàng với giá 3 triệu. Tôi rất cảm động vì tấm lòng nhân ái và bao la của cả công ty. Vâng. Đặc biệt là anh Trần Huỳnh. Vâng. Và anh Duy Hoàng. Dạ, thưa Phó Chủ tịch. Dạ, mỗi lần nhìn thấy bà con của mình bị lũ lụt, nước quấn phăng hết cả nhà cửa đi, em không cầm được nước mắt. Vâng, dạ. Em khóc cả đêm luôn. Dạ. À, đây, em xin hiến luôn cả cái nhẫn này nữa. Đâu. Đây, cái nhẫn của tôi. Đi. Gì đấy, gì đấy. Hai nhà hảo tâm. Làm ơn cho xin tiền. Tiền gì? Này, tôi mà phải mua cái găng tay xấu xí thế này á? Nghĩ làm sao mà là cái váy này mà là 5 triệu, 100 ngàn người ta chưa mua. Nhưng mà hồi nãy chính hai anh nói là mua mà. Đúng rồi. Đấy là hồi nãy, với cái găng tay xịn lúc đấy. Ai mà mua cái găng tay này, sờn hết cái chỉ ra thế này á. Đúng rồi. Nhưng mà cái này là hai anh đã hứa rồi mà. Hứa là một chuyện, còn làm là một chuyện khác nhau, đúng không? Đi uống nước chè. Đi uống cái cà phê. Công nhận hai đứa mình thông minh thiệt. Không cần tốn một đồng tiền nào mà mọi người vẫn coi mình là những người có tấm lòng nhân ái. Con đi. Chúc mừng. Khán giả nhân hậu. Tới lúc trả tiền cho những món đồ đấu giá rồi đó. Này, em có láng tai không? Anh nói là không, lời hứa sao bay. Đúng. Em có gọi cả hiếu tài ra đây nhé. Đúng. Không bao giờ có tiền luôn. Đúng. Nha. Có tôi ở đây nè, hai cậu có móc tiền ra chưa? Móc tiền bỏ vào thùng ngay. Các cậu nỡ giỡn mặt cho nỗi thống khổ của đồng bào lũ lụt rồi nè. Móc ra, bỏ vào ngay. Vâng. Bỏ vào. Hoàng Hô, hai anh đúng là những người biết giữ lời hứa. Ôi giời. Ứng tạm thôi 2 triệu được. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.